Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà thật đẹp do Mark Home chúng tôi trực tiếp thiết kế và thi công. Đó chính là mẫu nội thất của nhà anh Văn ở Vũng Tàu. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của anh Văn thì cũng như thường lệ, Nhật An xin vòng nói lại một chút xíu về kênh YouTube của Mark Home cũng như là về vấn đề nội thất. Thật sự thì vấn đề thiết kế nội thất cũng luôn luôn là vấn đề mà luôn phải quan tâm khi mà chúng ta xây dựng nhà ở. Sau khi quý vị đã hoàn thiện xong căn nhà từ vậy chúng ta thiết kế đến khi chúng ta thi công xây dựng xong rồi, thì gia đình chúng ta muốn chuyển vào ở thì chắc chắn là quý vị cần phải đầu tư về mặt nội thất rồi. Sẽ có nhiều giải pháp, có nhiều gia đình họ có thể lựa chọn các món đồ nội thất cũ của những căn nhà cũ chẳng hạn, họ sử dụng lại. Nhưng mà em nói thật, nếu mà chúng ta sử dụng lại những cái nội thất cũ thì đôi khi nó lại không phù hợp với cái thiết kế mới của căn nhà của mình, và nó cũng không có tôn lên cái vẻ đẹp của căn nhà. Thay vì vậy, nếu như quý vị đầu tư về mặt nội thất, chúng ta có thiết kế, chúng ta thi công nội thất mới hoàn toàn thì nó sẽ giúp căn nhà của quý vị nâng tầm lên rất là nhiều. Cho nên đối với riêng bản thân của Nhật An thì em vẫn nghĩ là chúng ta vẫn nên thiết kế và thi công nội thất nhé. Và Mark Home của chúng tôi thì bên cạnh thiết kế và thi công trọn gói nhà ở như bình thường thì vấn đề nội thất chúng tôi cũng thiết kế và thi công luôn nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mãi như là chúng tôi sẽ tặng ga gối chăn mền nè, máy hút mùi hiện đại nè, một tranh treo tường nè khi quý vị ký kết hợp đồng thi công trọn gói nội thất với Mark Home. Vì vậy đừng ngần ngại liên hệ ngay khi có nhu cầu quý vị nhé. Trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay, đó chính là ngôi nhà của anh Văn ở Vũng Tàu. Thì hãy cùng Nhật An xem mẫu nội thất này sẽ được thiết kế như thế nào nhé. Đầu tiên thì ta sẽ đến một không gian, An luôn luôn gọi nó là một không gian rất là quan trọng đối với An, bởi vì An nghĩ là nó sẽ định hình phong cách của cả căn nhà cũng như là cái độ đẹp căn nhà nó như thế nào. Thì An nghĩ là cái không gian này nó sẽ quyết định gần như là 90% đó quý vị. Đó chính là khu vực phòng khách. Và với khu vực phòng khách này thì chúng ta sẽ thấy căn nhà toát lên một cái phong cách hiện đại thời thượng ha. Màu sắc chủ đạo của không gian sẽ là màu trắng, màu ghi và màu nâu. Đây là ba cái tông màu, nó sẽ không phải là ba tông màu nó quá chói chang, quá nổi bật, nhưng đây là ba tông màu đang rất là thời thượng. Và màu trắng, màu ghi là hai tông màu trung tính nữa, cho nên không bao giờ bị lỗi thời hết. Đầu tiên em sẽ bàn một chút xíu đến khu vực ghế sofa. Ở đây chúng tôi sẽ đặt là một bộ ghế sẽ gồm có thứ nhất là một cái chiếc ghế băng. Và ghế băng sẽ được thiết kế là hình chữ L ha, với chất liệu đó chính là khung sắt sơn tĩnh điện. Và điểm ngồi ở bên trên thì sẽ là được bọc da cao cấp Italy có màu nâu đậm. Ở bên dưới sẽ có gỗ MDF nữa. Nói chung là một cái bộ ghế nhìn rất là sang trọng và quý phái. Ở đây thì cái bộ ghế băng này thì chúng tôi sẽ thiết kế có hình chữ L. Nhưng quý vị nhìn kỹ đi, ghế băng bây giờ người ta sẽ kế theo dạng mà chúng ta có thể lắp ghép lại với nhau. Tức là không nhất thiết là quý vị phải duy trì cái hình ảnh của nó như vậy hoài. Nếu quý vị thích, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển đổi vị trí và nó sẽ khiến cho cái phòng khách chúng ta nhìn sinh động hơn. Thì đây cũng là một cái lợi thế của những cái ghế băng hiện đại nhé. Ví dụ hồi xưa chúng ta chọn cái ghế tân cổ điển hoặc là những cái ghế mà bằng gỗ, bằng rồng, bằng phụng chẳng hạn thì rất là to và gần như chúng ta không thể di chuyển luôn á, chứ không có chuyện mà chúng ta có thể lắp ghép lại một phong cách khác đâu. Cho nên là đối với riêng cá nhân của An thì An đánh giá khá là cao những ngôi nhà mà sử dụng những cái bộ sofa quá cách như thế này. Và bộ ghế thì đã gọi là bộ thì chắc chắn không chỉ có một chiếc ghế đúng không nào. Ở đây chúng tôi sẽ đặt thêm một chiếc ghế sofa đơn được đặt ở đây nữa để làm điểm nhấn. Có thể là một người ngồi đây trò chuyện cũng được, thì cái đó tùy theo sở thích của từng gia chủ thôi.
Ở ngay trung tâm căn phòng sẽ đặt là một bộ bàn trà đôi. Bàn trà đôi này sẽ có một cái chiếc bàn lớn thì nó sẽ được thiết kế thấp hơn. Và mặt bàn sẽ là đá trắng vân mây. Cái khung bên dưới sẽ là khung gỗ ha. Và cạnh bên là cái bàn trà nó cao hơn nhưng mà mặt nó lại nhỏ hơn. Và nó cũng làm nhiệm vụ trang trí. Với những cái chiếc bàn trà thế này thì chi phí sẽ tầm 8 cho đến hơn 10 triệu, tùy theo là kích thước quý vị mong muốn. Ở đây thì bàn trà chúng tôi sẽ thiết kế có hình dạng là hình gì ạ? Là hình tròn. Cái hình tròn này nó sẽ giúp cho không gian của chúng ta, thứ nhất là nhìn nó xinh xắn, gọn gàng hơn. Thứ hai là nó tránh cái việc mà chúng ta đi di chuyển, mà chúng ta va đập vào cái cạnh nhọn của cái bàn đó quý vị. Đôi khi chúng ta thiết kế ví dụ là hình chữ nhật hoặc là hình vuông thì cũng đẹp, nhưng mà nó sẽ có những cái góc gọi là cái góc nhọn hoặc là góc vuông á, nó sẽ có thể gây nguy hiểm nếu mà chúng ta di chuyển. Cho nên là cái hình tròn nó sẽ giảm thiểu được vấn đề đó. Cái phần vách phía sau tivi của cái khu vực sofa cũng là nơi mà An sẽ nói đến. Ở đây vách thì chúng tôi sẽ kết hợp nhiều vật liệu khác nhau. Một bên sẽ là gỗ nhựa PVC giả làm gỗ nè, rồi sau đó là đá công nghiệp nè, rồi sẽ là đá màu ghi vân mây, rồi có vân rất là đẹp. Một bên sẽ là đá màu trắng thôi, cho nên là nhìn tổng hợp lại nhìn sẽ rất là bắt mắt. Bây giờ anh sẽ nói đến khu vực đó chính là kệ tivi. Kệ TV thì chúng tôi sẽ được thiết kế dàn treo. Và cái kệ này chúng tôi sẽ thiết kế chất liệu đó chính là gỗ MDF phủ melamine. Phần cánh phía trước sẽ sơn 2K màu trắng. Ở ngay phía trên thì quý vị thấy là cái phần này chúng tôi sẽ làm một cái kệ lam gỗ. Nó sẽ giúp chúng ta là thứ nhất là trang trí nhà đẹp hơn. Thứ hai là quý vị sẽ thấy ngay phía sau kệ TV là gì ạ? Đó chính là khu vực cầu thang. Thì theo quan niệm phong thủy, nếu chúng ta bước vào căn nhà và ta thấy nguyên cái cầu thang luôn, nó sẽ phạm vào là cầu thang thoát tài. Thì điều này nó không hề tốt về mặt phong thủy nhé. Cho nên là khi mà chúng ta thiết kế cái kệ này vừa đẹp mà nó vừa che giúp bớt cái phần cầu thang nữa, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta tốt hơn mặt phong thủy. Một công đôi việc đúng không nào? Đó chính là về không gian đầu tiên, không gian phòng khách. Tiếp theo thì em sẽ cho quý vị xem đây là khu vực gara của căn nhà ha. Khu vực gara này thì chúng tôi sẽ ốp đá ở xung quanh này, cũng như là ở bên dưới sẽ ốp gạch chống trơn. Khu vực gara sẽ được thiết kế tách biệt riêng một bên để mà tránh cái việc mà ví dụ xe chạy vào nhà thì nó sẽ có thể là có những cái khí độc chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo sẽ dẫn quý vị đến khu vực bếp ăn của căn nhà. Ở khu vực bếp ăn này thì đầu tiên ta sẽ nói đến cái kệ tủ bếp đi ạ. Kệ tủ bếp ở đây thừa thiết kế hình chữ L với chất liệu là gỗ MDF phủ melamine. Quý vị thấy màu sắc nó sẽ khác biệt chút xíu ha. Ở phía bên trên thì chúng tôi sẽ là sơn màu trắng, còn bên dưới thì chúng tôi sẽ phủ vân gỗ. Nó tạo nên cái sự khác biệt và nó tránh đi cảm giác nhàm chán cho không gian. Ở đây thì mặt bếp á, thì chúng ta sẽ ốp đá granite màu trắng vân mây, của tường bếp thì chúng ta cũng ốp đá luôn, nhưng mà cái hoa văn nó sẽ khác biệt một chút xíu để tạo nên cái sự duyên dáng hơn. Với khu vực kệ tủ bếp này thì An sẽ dành lời khen một chút xíu, đó chính là cái ô cửa sổ ở ngay khu vực bồn rửa đó quý vị. Bởi vì đây là cái thiết kế rất là cần thiết. Nếu mà nhà chúng ta mà thiết kế kệ tủ bếp, anh cho là siêu hoành tráng, siêu to khổng lồ luôn đó, nhưng mà chúng ta không có những cái ô cửa sổ hoặc là quan tâm đến cái việc chiếu sáng thì rất là bất tiện. Bởi vì khi mà chúng ta nấu nướng hoặc chúng ta rửa dọn đi thì rất cần ánh sáng quý vị ạ. Cho nên là với cái ô cửa sổ ở đây thì chúng ta đứng ở đây rửa dọn nó sẽ rất là thoải mái luôn. Và bên cạnh đó sẽ chúng ta phải thấy một khu vực bàn đảo cũng được thiết kế rất là đẹp mắt. Ở đây thì mặt bàn tôi sẽ ốp là đá màu đen vân mây, còn khung thùng bên dưới sẽ vẫn là gỗ MDF ha, có những cái sọc lam rất là đẹp mắt. Tiếp theo ta sẽ bàn đến khu vực bàn ăn. Ở đây thì bàn ăn chúng tôi sẽ làm cái khung bên dưới là khung inox mạ vàng titan, có thêm là đá công nghiệp. Ở phía bên trên sẽ là đá marble màu trắng vân mây, xung quanh sẽ là 6 chiếc ghế ăn. 6 chiếc ghế ăn này thì có khung là khung sắt sơn tĩnh điện nè, màu đen, còn đệm ngồi sẽ được bọc vải nỉ màu vàng, rất là bắt mắt. Tiếp theo ta sẽ đến những căn phòng cá nhân hơn. Đầu tiên là phòng ngủ số 1 của ngôi nhà. Phòng ngủ số 1 này thì chiếc giường ở ngay trung tâm em rất là thích luôn quý vị. Chiếc giường này An thấy là kích thước cỡ của nó khá là đẹp ha, và nó khá là rộng rãi mà chúng ta có thể nằm trên đây thoải mái. Với chiếc giường này kích cỡ là 1m8 x 2m và chất liệu là gỗ MDF phủ melamine, và chúng tôi sẽ bọc vải nỉ cho toàn bộ chiếc giường luôn. Thì cái nhiệm vụ của cái vải nỉ ở đây là gì? Thứ nhất là để trang trí nó đẹp hơn. Thứ hai là vải nỉ nó sẽ giúp bảo vệ
cái giường. Ví dụ đi, đôi khi chúng ta về ngủ ta quá mệt và chúng ta di chuyển trong căn phòng mà lỡ chân mà chúng ta đá vào trong cái giường cái, nếu như là một cái giường gỗ bình thường, nó có thể gây chấn thương đúng không nào? Nhưng nếu là vải nỉ thì sẽ rất là êm ái. Cho nên là đó là cái công dụng của việc ốp vải nỉ nhé. Và chiếc giường như thế này chi phí thị trường là tầm hơn 9 triệu cho đến 12 triệu, thậm chí là 20 triệu tùy theo kích thước quý vị mong muốn. Và ngoài kích thước 1m82m, quý vị có thể đổi kích thước nhỏ hơn 1m62m hoặc lớn hơn king size 2m x 2m tùy theo sở thích của mình nhé. Tiếp theo ta sẽ tiến lên tầng 2 của căn nhà của anh Văn. Tầng 2 này thì đầu tiên ta sẽ đến phòng sinh hoạt chung. Và đúng với tên gọi của nó thì đây sẽ là khu vực để cả gia đình chúng ta có thể sinh hoạt, tạo một cái nơi vui chơi giải trí trên tầng 2. Ở đây chúng ta sẽ đặt là một chiếc ghế sofa băng với chất liệu là cái điểm ngồi bên trên là một vải nỉ màu ghi ha. Ở phía trước cũng là chiếc bàn trà đôi, cái thiết kế cũng rất là bắt mắt. Với khu vực phòng sinh hoạt chung này sẽ có ô cửa sổ để lấy ánh sáng, ở phía trên tường có hai bức tranh để trang trí. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 2 của căn nhà. Phòng ngủ số 2 này thì về thiết kế nó cũng rất là bắt mắt và nó cũng không hề thua kém phòng ngủ đầu ha. Chiếc giường cũng được bọc vải nỉ nè. Và phòng ngủ số 2 này thì cái điểm mà anh chú ý đến đó chính là cái phần vách phía sau của chiếc giường. Quý vị có thể thấy là ở bên dưới thì chúng tôi sẽ ốp gỗ MDF có màu đen đậm. Ở nửa bên trên thì chúng tôi sẽ ốp đó chính là chất liệu là đá công nghiệp rất là bắt mắt. Và ngay ở trung tâm tôi đặt một chiếc đèn trang trí đèn LED quá là đẹp đúng không nào, có chiếc đèn rất là lạ luôn, lần đầu tiên anh thấy trong thiết kế của Mac Home luôn đó. Hai cạnh bên sẽ có hai chiếc đèn thả. Thực sự hệ thống chiếu sáng cũng rất cần được quan tâm ở trong việc thiết kế nội thất. Nó có thể làm nhiệm vụ chiếu sáng, nó cũng có thể làm nhiệm vụ trang trí, vô cùng bắt mắt và nó khác biệt cho căn phòng quý vị so với những không gian khác. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 3 của căn nhà. Phòng ngủ này thì thật sự là về phong cách nó hoàn toàn khác so với hai phòng ngủ trước. Phòng ngủ số 3 này thì màu sắc chúng tôi sẽ có thêm cái tông màu là cái màu xanh. Nhưng màu xanh đây nó không phải là xanh da trời, không phải là cái xanh nó hoàn toàn lệch tông, mà ở đây xanh nó hơi ngả ghi, nó hơi xanh đậm một chút xíu. Nó kiểu là xanh mà ở những cái đại dương mà nó sâu chút xíu đó quý vị ha. Và cái màu xanh này nó khiến cho căn phòng nhìn sinh động hơn rất nhiều. Màu xanh này chúng tôi sẽ phối cho ví dụ là phần vách đầu giường nè, rồi một cái ghế đôn ở cuối giường nè, hay là cái chiếc ghế cạnh bàn học. Ngoài ra thì cái tủ quần áo cũng có cái màu xanh này. Tủ quần áo ở đây chúng tôi thiết kế là chất liệu gỗ MDF phủ acrylic. Chứ quý vị thấy cái phần cánh nó sẽ sáng bóng. Đây là một cái đặc điểm rất là hay của gỗ của MDF phủ acrylic ha. Và nó sáng bóng như thế này tạo được hiệu ứng rất là bắt mắt. Và chi phí cho một chiếc tủ quần áo như thế này mà để cho quý vị sử dụng là gỗ MDF phủ acrylic á, thì chi phí nó sẽ tầm là hơn 3 triệu cho một mét vuông. Và thiết kế anh thấy cũng hay, tức là ba bên sẽ là ba cái cánh tủ nè, còn ở một bên chúng ta chỉ làm cái học thôi, không có làm cánh, và chúng ta có thể trang trí đặt nhiều sách vở ở đây, hoặc là một cái chậu cây cũng được, hoặc là nhiều gia đình thì chúng ta có thể đặt những cái túi sách, có thể để những cái kệ này. Cuối cùng ta sẽ đến phòng ngủ số 4 của căn nhà. Phòng ngủ số 4 này thì lại đã xuất hiện một cái tông màu khác. Đó chính là không phải là màu xanh ghi nữa, mà trong này sẽ thấy thêm màu hồng nè, màu nâu nè, rất là đẹp tắt luôn. Và nhìn cảm giác nó nhẹ nhàng, nó dễ thương thế nào đúng không nào. Ở đây thì căn phòng ngủ này anh chú ý đến chi tiết, đó chính là chiếc bàn trang điểm. Bàn trang điểm ở đây sẽ được thiết kế, đó chính là khung inox mạ vàng titan. Ở phía bên trên thì chúng tôi sẽ làm đó chính là gỗ MDF phủ acrylic có màu ghi và màu trắng. Và chi phí cho một chiếc bàn trang điểm như thế này hiện tại là hơn 3 triệu cho một cách dài. Và quả thật là cái khung inox vàng titan nhìn nó rất là sang trọng quý vị ha. Chiếc ghế cũng vậy, chiếc ghế ở đây là sẽ khung sắt sơn tĩnh điện màu trắng. Còn cái đệm ngồi thì được bọc vải nỉ có màu hồng phấn, tạo nên cái cảm giác lung linh hơn cho căn nhà của anh Văn. Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị về căn nhà của anh Văn ở Vũng Tàu, một căn nhà có thiết kế nội thất đối với An là rất là tốt luôn quý vị, mọi không gian đều hợp lý hết. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và alo nghe số hotline của chúng tôi 0964458888 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video nội thất tiếp theo.